Trịnh, Văn, Quyết có lẽ không phải là cái tên xa lạ đối với các bạn đang đầu tư chứng khoán. Cựu chủ tịch công ty FLC nổi danh trên sàn chứng khoán từ năm 2011 tới 2012 nhờ cổ phiếu của các công ty mà ông sở hữu luôn có mức tăng giá phi thường khi bắt đầu lên sàn. Bằng chứng là ông từng trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán vào năm 2016 nhờ sự tăng giá của cổ phiếu ROS. Thế nhưng, anh Quyết này lại được biết đến nhiều hơn bởi những hành động sai trái một cách lộ liễu đến nực cười trên sàn chứng khoán mà chúng còn ngang nhiên được lặp đi lặp lại trong cả một khoảng thời gian dài trước sự theo dõi của các cơ quan chức năng. Vậy thì thực hư mọi chuyện thế nào, các sai phạm bắt nguồn từ đâu và Trịnh Văn Quyết đã làm thế nào để có thể móc túi được hàng chục nghìn nhà đầu tư như vậy? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu qua bài viết của tác giả Anh Tuấn Vũ, người đứng sau các video về chủ đề Trương Mỹ Lan, ba đại án tham ô chấn động Việt Nam và đại án Việt Á. Nếu các bạn thích chia sẻ của Tuấn thì có thể follow tác giả này trên mạng xã hội, link chúng mình sẽ để trong phần mô tả. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với người đàn ông này. Ông là Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Từ thời niên thiếu, ông được đánh giá cao về khả năng học tập và sự thông minh lanh lợi. Ngay từ năm thứ hai khi đang theo học Đại học Luật Hà Nội, ông đã bắt đầu kinh doanh bằng việc mở một trong những văn phòng gia sư đầu tiên ở Hà Nội. Nguồn thu từ đây giúp ông có vốn mở một văn phòng luật ngay sau khi ra trường, trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn đang loay hoay đi tìm việc. Công việc kinh doanh của công ty phát triển tốt, cho tới năm 2010 thì ông cho sáp nhập tất cả các công ty thành viên để thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC, viết tắt của ba từ Finance, Tài chính, Land, Bất động sản và Commerce, Thương mại. Khởi đầu cho thời đại nhận diện thương hiệu dưới thời của ông Trịnh Văn Quyết. Dưới sự chèo lái của ông, FLC bắt đầu mở rộng đầu tư bất động sản bằng hoạt động M&A hay là buôn bán và sáp nhập và phát triển một loạt dự án ở Hà Nội, đồng thời xây dựng những khu nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng tại các địa phương khác, trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Nước đi này sau đó được trở thành lý do tạo nên sức hút của FLC khi lên sàn. Tháng 4 năm 2011, tập đoàn FLC chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng. 6 tháng sau, vào ngày 5 tháng 10 năm 2011, FLC niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, đánh dấu bước đi đầu tiên trên sàn chứng khoán. Trong giai đoạn đầu giao dịch, FLC trở thành hiện tượng khi tăng giá ngoạn mục tới gần 300% chỉ sau 5 tháng. Tuy nhiên, tăng tốc giảm sâu, FLC sau đó đã lao dốc và lình xình suốt 1 năm trước khi nổi sóng trở lại với game chuyển sàn từ HNX lên HOSE. Năm 2013, FLC chính thức chuyển niêm yết 77,2 triệu cổ phiếu từ HNX sang HOSE. Chưa đầy 1 năm sau, cổ phiếu này được thêm vào nhiều rổ chỉ số quan trọng, điển hình là VN30, nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường. Nhờ các thông tin tích cực, FLC được dòng tiền nhà đầu tư quan tâm giúp kéo giá tăng mạnh. Dù vậy, FLC cũng không thể trở lại giai đoạn đỉnh cao như khi mới niêm yết mà chỉ giao dịch dưới mệnh giá. Chú thích: mệnh giá ở đây là giá trị danh nghĩa mà công ty ấn định cho một cổ phiếu trên sổ sách, phân biệt với giá thị trường của cổ phiếu đó được quyết định bởi cung cầu trên thị trường. Theo luật ở Việt Nam thì mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng. Cổ phiếu dưới mệnh là các cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán có mệnh giá nhỏ hơn 10.000 đồng. Tất nhiên là vào năm 2020, toàn thị trường bị ảnh hưởng xấu bởi Covid-19 và FLC cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, kỳ lạ là cổ phiếu này vẫn luôn là một trong những cái tên được quan tâm nhất trên sàn chứng khoán với thanh khoản thường xuyên nằm trong top đầu thị trường. Năm 2021, khi dòng tiền đầu cơ chảy mạnh vào thị trường, FLC cùng các mã liên quan trong cùng hệ sinh thái như là ROS, HAI, AMD, KLF, GAB cũng bật tăng mạnh mẽ. Từ mức giá trà đá, FLC tăng gấp 10 lần, leo lên mức giá hơn 22.000 đồng vào phiên mùng 3 tháng 1 năm 2022, giúp nhiều cổ đông về bờ sau cả thập kỷ chờ đợi. Cổ phiếu này cũng lập kỷ lục về thanh khoản khi có tới 3 phiên thanh khoản khớp lệnh trên 100 triệu đơn vị. Tuy nhiên, hành trình lao dốc của FLC ấn tượng bao nhiêu thì quá trình lao dốc cũng sốc bấy nhiêu. Trong thời điểm mọi thứ đều đang tích cực, các nhà đầu tư đang hứng khởi vì các khoản lãi lớn thì vào phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, chỉ trong vòng 5 phút phiên chiều, cổ phiếu này đang từ mức giá trần đã quay đầu giảm sàn, giáng một đòn chí mạng lên tất cả các nhà đầu tư đang nắm giữ FLC và khởi đầu cho một chuỗi ngày bi kịch u ám sau đó. Ngay sau khi hết phiên, ông Trịnh Văn Quyết cũng bị phanh phui việc bán chui gần 75 triệu cổ phiếu FLC trong phiên để úp bô các nhà đầu tư và chỉ đưa ra một lý do là bởi thư ký quên không thông báo. Lần này các cơ quan chức năng đã không thể nào bỏ qua. Ngay sau hành động đó, ông Quyết bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán. FLC cùng các công ty thành viên cũng vướng vào nhiều sai phạm nghiêm trọng về công bố thông tin sai quy định. Các cổ phiếu trong hệ sinh thái của FLC sau đó lần lượt bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch, rồi hủy niêm yết khi các kế hoạch giải cứu bất thành.
Bắt đầu với cổ phiếu AOS, FLC bị hủy niêm yết vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, rồi sau đó lần lượt là HAI, GAB, AMD, ART cũng theo chân. Và gần nhất là cái tên cuối cùng mang họ FLC là KOF cũng bị hủy niêm yết vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Nhà đầu tư cố gắng bán tháo, các giá cổ phiếu cũng vì thế mà lao dốc không phanh. Tại thời điểm bị đình chỉ giao dịch vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, FLC đã giảm về mức giá 3.570 đồng trên cổ. Ngày 14 tháng 2, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE đã ra quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC. Toàn bộ 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, chính thức khép lại câu chuyện ly kỳ bậc nhất trong lịch sử sàn chứng khoán Việt Nam kéo dài 12 năm. Bây giờ nếu bạn tìm kiếm mã cổ phiếu FLC thì vẫn sẽ thấy nó trên sàn Upcom với giá là 3.500 đồng trên cổ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thể ai giao dịch nó nữa. Vậy thì nhóm Trịnh Văn Quyết đã làm thế nào để thực hiện những hành vi sai trái trong suốt thời gian dài như vậy? Các trường khoe thành tích bao giờ khoe những cái thằng rất là giỏi. Thì cá nhân anh cho rằng những thằng giỏi này thì ra nó học trường nào nó chẳng giỏi. Đây không phải thành tích của trường. Mà anh có cái tiếc nuối gì trong cái việc nuôi dạy con thì mình chỉ có một cái đúng là mình không bỏ nhiều đủ thời gian cần thiết. Kể cả đến 18, 20 tuổi cũng cần nhất là bố mẹ bỏ đủ thời gian cần thiết để nghĩ cùng. Tức là học sinh muốn vào trường này sau đó thì mới là chọn ngành. Em thấy nó bị ngược. Khi mà các con nó đã chủ động nó chọn thì coi như thành công. Mình sẽ phải chứng minh cho bố mẹ đấy là cái ngành đấy mình có thể sống được với ngành đấy, hoặc là mình có thể có được thu nhập với ngành đấy. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề. Bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Ngày 24 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan tới công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong đó, Trịnh Văn Quyết bị truy tố 2 tội danh là thao túng thị trường chứng khoán, lái giá cổ phiếu, thu lời 723 tỷ và lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ bằng chiêu trò tăng vốn điều lệ khống. Đầu tiên là hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 tới ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Thị Minh Huế là em gái của Quyết mượn chứng minh nhân dân của 45 người để mở hơn 500 tài khoản chứng khoán nhằm thực hiện hành vi thổi giá với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC và ART. Cụ thể, 141 tài khoản được mở tại công ty chứng khoán BOS, mã chứng khoán ART thuộc nhóm FLC, và 359 tài khoản mở tại 40 công ty chứng khoán khác. Các tài khoản đều được cấp hạn mức khách hàng VIP, thậm chí cấp hạn mức khống, không cần chuyển tiền vào vẫn có số dư trong tài khoản chứng khoán để bà Huế thực hiện các vụ thao túng giá như liên tục mua tay trái bán tay phải để tạo thanh khoản cho cổ phiếu, mua bán với khối lượng lớn vào thời điểm mở và đóng cửa phiên giao dịch để tạo cung cầu giả, và đặt lệnh mua bán cổ phiếu với số lượng lớn, sau đó hủy lệnh để gây ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư và tạo thanh khoản ảo. Trong đó, thương vụ nổi bật là quá trình đẩy giá cổ phiếu FLC từ 14.000 đồng một cổ vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 tăng 60%, đạt mức cao nhất 24.000 trên cổ trong phiên 10 tháng 1 năm 2022. Cũng chính trong phiên giao dịch đó, khi mọi thứ đã chín muồi, ông Quyết chỉ đạo người thân bán chui 75 triệu cổ mà không có thông báo trước. Nhóm Trịnh Văn Quyết nhờ thế đã hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên may mắn là sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư mua số cổ phiếu này cũng được hoàn tiền. Tất nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trong quá khứ ông Quyết cũng đã nhiều lần đẩy giá các cổ phiếu khác trong họ FLC. Nhẹ thì có mã chứng khoán HAI tăng 459%, mã FLC tăng 593% từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 1 năm 2022. Còn khó tin hơn thì có mã GAB thậm chí được thổi giá tăng lên tận 1.776%, thật là phi thường. Tiếp theo là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng với cổ phiếu công ty Pharos, mã chứng khoán là ROS, cách lừa đảo có phần cao tay hơn khi không chỉ thổi giá mà Trịnh Văn Quyết còn tăng vốn khống cho cổ phiếu này trước khi lên sàn. Cụ thể từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo các công ty thuộc tập đoàn FLC cùng người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn ký khống hồ sơ góp vốn vào công ty Pharos, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Hiểu đơn giản là đội nhóm Trịnh Văn Quyết không cần nộp tiền góp vốn như thông lệ, nhưng vẫn được sở hữu phần lớn trong số 430 triệu cổ phần ROS. Do đó, nếu số cổ phiếu này lên sàn, nhóm ông Quyết bán ra cho nhà đầu tư thì gần như bán giá nào cũng lãi.
Tháng 9 năm 2016, 430 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống đã được niêm yết trên HOSE với giá tham chiếu chỉ 10.500 đồng trên một cổ. Nhờ tin tốt về tăng vốn cộng với hoạt động thao túng giá thì cổ phiếu ROS đã tăng gấp 20 lần chỉ sau 1 năm, đạt mức 210.000 đồng trên một cổ. Lúc đó, ROS đứng thứ 6 về vốn hóa trên HOSE, lọt vào rổ VN30 và danh mục của rất nhiều quỹ ETF, thậm chí còn thu hút cả sự chú ý của cả giới tài chính quốc tế như The Wall Street Journal. Điều này đưa ông Quyết trở thành người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2016 với tổng tài sản gần 34.000 tỷ đồng. Và tất nhiên, cũng giúp kế hoạch lừa đảo của ông bằng việc bán cổ phiếu ROS cho nhà đầu tư trên sàn càng dễ dàng thành công hơn. Từ tháng 9 năm 2016 cho tới tháng 3 năm 2022, trước thời điểm bị khởi tố và tạm giam, nhóm ông Quyết đã bán được hơn 391 triệu cổ phiếu ROS và chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tất nhiên, để làm được những hành vi sai trái đó trong khoảng thời gian dài, Trịnh Văn Quyết chắc chắn không thể thiếu được sự giúp đỡ từ chính các quan chức cấp cao. Cụ thể, có 4 bị can thuộc sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 3 bị can thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Trong đó nổi bật có ông Trần Đắc Sinh là cựu chủ tịch hội đồng quản trị HOSE. Trong thời gian công tác, ông Sinh dù biết báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2014-2015 của Pharos không phù hợp vì vi phạm lưu ý lớn, không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp, nhưng ông vẫn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tại HOSE hỗ trợ để công ty Pharos được sớm niêm yết trên sàn. Và ông Lê Hải Trà, khi đó là ủy viên hội đồng quản trị HOSE, sau này là tổng giám đốc HOSE từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Khoảng thời gian xảy ra nhiều vụ lũng loạn thị trường như Trịnh Văn Quyết và Đỗ Thành Nhân, nhóm Lois. Ông này cũng biết rõ báo cáo kiểm toán tài chính của Pharos có vi phạm bởi chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp, nhưng vào ngày 23 tháng 8 năm 2016, khi hội đồng niêm yết nhận được báo cáo giải trình của công ty, dù chưa có thời gian nghiên cứu nhưng trong cuộc họp trưa cùng ngày, ông Trà và các thành viên của hội đồng vẫn đồng ý về báo cáo này, dẫn tới hậu quả ông Quyết và đồng phạm được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS hình thành từ vốn góp khống. Tại cơ quan điều tra, ông Sinh và ông Trà thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày lý do giúp cựu chủ tịch SLC là vì một quan hệ quen biết và cũng muốn HOSE có doanh thu từ phí niêm yết, phí giao dịch chứng khoán, từ đó sẽ nâng cao uy tín bản thân. Một bị cáo khác là ông Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, cho biết ông Trịnh Văn Quyết là người có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo các cấp. Khi thẩm định hồ sơ của công ty Pharos, bị can Điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn, nhưng bị công ty khiếu nại hai lần rằng ông Điền làm vượt thẩm quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, vì sợ ảnh hưởng tới công việc của bản thân, bị can Điền dù biết sai vẫn phải nhắm mắt làm. Kết tội và xử lý. Tổng số tiền gần 4.500 tỷ trục lợi từ các sai phạm của ông Quyết được cơ quan điều tra truy vết đầy đủ để thuận tiện cho việc truy tố và thu hồi. Phần lớn đều được sử dụng để đầu tư ngược lại vào các công ty trong hệ sinh thái FLC và để trong các tài khoản chứng khoán để tiếp tục thực hiện kế hoạch thao túng giá. Một phần nhỏ hơn được dùng vào các việc cá nhân như trả nợ, sửa nhà, ăn chia các bên và chi tiêu bên ngoài của ông Quyết. Đến thời điểm bài viết này được hình thành thì cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 187 tỷ đồng của ông Quyết, kê biên hàng chục lô đất và các tài sản gắn liền với nhóm đất của ông Quyết, bà Huế và bà Nga đều là các em gái của ông Quyết cùng nhiều đồng phạm khác. Các tài sản còn lại đều đã được đóng băng, phong tỏa và chờ xử lý. Kết luận điều tra cũng cho biết có 685 nhà đầu tư nộp đơn tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, đồng thời đề nghị bồi thường thiệt hại đối với 6 mã chứng khoán của nhóm FLC. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng sẽ được đền bù thiệt hại. Theo phát biểu từ Bộ Công an, các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC sẽ không được giải quyết do không có căn cứ xác định thiệt hại của các nhà đầu tư dưới hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm. Còn các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS thì sẽ được phân loại và xử lý dưới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Quyết. Trước đó, có tin vui hơn là hơn 20.000 tài khoản chứng khoán đã được hoàn trả lại tiền trong vụ bán chui 75 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Thực tế, câu chuyện về FLC của ông Trịnh Văn Quyết không mới trên sàn chứng khoán. Các nhà đầu tư cũng luôn biết và truyền tai nhau rằng đây là một trong số những cổ phiếu lái nhất trên sàn, tức là giá biến động mạnh theo ý muốn của một số bên, chứ không phải theo yếu tố cơ bản như những cổ phiếu khác. Trong quá khứ, cũng không ít lần ông Quyết thực hiện hành vi kéo xả rồi úp bô nhà đầu tư. Lần nào cũng có hàng trăm người lên các diễn đàn than trách chửi bới nhưng rồi cũng không làm được gì, bởi chỉ biết tự nhủ lần sau sẽ không dính vào hàng lái nữa. Thế nhưng mỗi lần cổ phiếu FLC tăng sau đó thì lại luôn có nhiều người tham gia hơn so với lần trước, con số lên tới hàng chục nghìn người. Trong lần thao túng cuối cùng của ông Quyết là vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Tất nhiên,
Lỗi lớn nhất chắc chắn là của các bị can, nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao hàng chục nghìn nhà đầu tư dẫu biết việc cổ phiếu đó tăng giá là thổi giá, là lừa đảo nhưng vẫn cố tham gia vào? Phải chăng chỉ vì lòng tham, vì những khoản lãi nhanh, vì tâm lý sợ người khác sẽ có lãi còn mình thì không? Nếu đúng vậy, thì có lẽ bản thân các nhà đầu tư cũng đã góp một phần vào lỗi khi thiếu cẩn trọng với chính đồng tiền đầu tư quý giá của mình không? Và vừa rồi là bài viết của anh Tuấn Vũ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!